Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn hai sản phẩm mô hình WWE gồm có mô hình WWE Ricochet Elite 80 và mô hình WWE Angel Gaza Elite 84. Trước tiên chúng ta sẽ đến với mô hình WWE Ricochet Elite 80. Mô hình WWE Ricochet Elite 80 gồm có mô hình Ricochet, một áo khoác, một nón áo khoác, một phụ kiện áo khoác tháo rời và hai bàn tay rời cho các bạn. Ở mặt sau của hộp thể hiện thông tin chi tiết của WWE Superstar Ricochet cho các bạn, kèm theo đó là có thiết kế hình ảnh rất đẹp và chi tiết của WWE Superstar Ricochet cho các bạn. Và đây là tem WWE cho các bạn. Ngoài Ricochet, dòng WWE Elite 80 chúng ta còn có các mô hình sau: Bayley, Ivar, Eric, Kevin Owens và Kyle O'Reilly. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mô hình WWE Angel Gaza Elite 84. Mô hình WWE Angel Gaza Elite 84 gồm có mô hình Angel Gaza, một quần dài và hai bàn tay rời cho các bạn. Và đây là tem WWE cho các bạn. Kèm theo đó chúng ta sẽ thấy có thiết kế hình ảnh rất đẹp và chi tiết của WWE Superstar Angel Gaza cho các bạn. Và đây cũng là mô hình First Time in the Life của Angel Gaza cho các bạn. Ở mặt sau của hộp thể hiện thông tin chi tiết của WWE Superstar Angel Gaza cho các bạn, kèm theo đó là có thiết kế hình ảnh rất đẹp và chi tiết của WWE Superstar Angel Gaza cho các bạn. Ngoài Angel Gaza thì dòng WWE Elite 84 chúng ta còn có các mô hình sau: Jeff Hardy, Sheamus, Murphy, Rhea Ripley và Roman Reigns.
như vậy là mình đã giới thiệu xong về hai sản phẩm mô hình WW gồm có mô hình WW Ricochet Elite 80 và mô hình WW Angel Gazai Elite 84. Mình xin kết thúc video tại đây, hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.